Vì sao Việt Nam chúng ta nói không với cầu thủ nhập tịch? Cầu thủ nhập tịch là một xu hướng của nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Thông qua các cầu thủ nhập tịch, các đội tuyển bóng đá nhanh chóng nâng cao trình độ, nâng cao thành tích. Giải bóng đá Đông Nam Á năm nay cũng chứng kiến nhiều đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch như tuyển Malaysia, Indonesia, Singapore. Nhưng đối với đội tuyển Việt Nam, chỉ duy nhất thủ môn Đặng Văn Lâm là trường hợp cầu thủ mang hai dòng máu, trong đó có dòng máu Việt Nam. Ngày xưa, thủ môn Phan Van Santos có lẽ là cầu thủ nhập tịch cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, và sau đó đội tuyển đã không gọi thêm cầu thủ nhập tịch nào nữa. Với thân hình cao lớn của một thủ môn cùng với tài năng sút phạt hàng rào, Phan Van Santos đã gây nhiều ấn tượng với khán giả Việt Nam, và anh chàng thủ môn này cũng quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng ngay sau khi nhập quốc tịch không lâu, Santos đã từng phát biểu rằng: "Xin đừng gọi tôi là Phan Van Santos nữa, hãy gọi tôi là Fabio Dos Santos." Rồi sóng gió dư luận chưa qua, đến khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Olympic Brazil, đội tuyển quê hương trên sân Mỹ Đình, Santos không những không bập bẹ hát được quốc ca Việt Nam mà còn say sưa hát trọn vẹn quốc ca Brazil. Người Việt luôn tôn trọng những người gốc nước ngoài, mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt và yêu quê hương Việt Nam. Đây là điều mà Santos không có. Và đó coi như là sự việc chấm dứt cơ hội lên tuyển của anh chàng này, cũng như khiến quy định nhập tịch cho cầu thủ nước ngoài hiện nay được siết chặt hơn. Điều này như giọt nước làm tràn ly, những biểu hiện của Santos đã làm mất đi cơ hội của những cầu thủ nhập tịch khác muốn cống hiến, ví dụ như trường hợp đáng tiếc của cầu thủ Hoàng Vũ Samson. Còn nói với thủ môn Đặng Văn Lâm, anh này đã kiên trì thuyết phục từ lãnh đạo, ban huấn luyện và đặc biệt là khán giả hâm mộ rằng anh không chỉ có năng lực mà mình còn là một công dân Việt Nam chính hiệu, tiếng Việt nói sõi, hát quốc ca rõ ràng và hào hùng, trân trọng và hôn lên lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ trên ngực áo. Lâm có dòng máu Việt Nam chảy trong người, nhiệt huyết chiến đấu, tinh thần Việt không phải bàn cãi. Bây giờ hoặc không bao giờ, chúng ta sẽ chiến thắng cùng với những chàng trai người Việt, gốc Việt, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tổ quốc, chứ không phải đá bóng vì thương mại, vì tiền như mấy cầu thủ nhập tịch.